Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhi. Hôm nay là một ngày thứ bảy, trời khá là mát nên là tụi mình sẽ đi làm một số công việc vặt cuối tuần. Let's do it. Đây, việc đầu tiên mà tụi mình làm sáng hôm nay đó là đi tới chỗ Discount Tire để mà bơm xe cho Ken, tại vì xe của Ken cái bánh nó bị mềm và tụi mình không có cái đồ bơm ở nhà nên là tụi mình phải ra ngoài bơm, ra ngoài tiệm bơm, nhưng mà nó miễn phí nữa nên là không tốn tiền. Đây là cái máy bơm của họ. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Trở lại rồi đây. Bây giờ mình đang ngồi ở trong xe chờ chồng mình tới cái tiệm bơm xe hồi nãy á. Tại vì xe của chồng mình có mất một cái cáp của cái bánh xe nên là đang hỏi tụi là họ còn có cái nào không để mà gắn cho xe cho nó đẹp. Còn mình thì ngồi trong xe review đây. Đây là mấy cái mặt nạ mà mình vừa mới mua được. Mình mua khoảng 16 cái mix and match mấy cái loại này, mặt nạ Hàn Quốc. Mình nghĩ là mặt nạ Hàn Quốc xài rất là tốt. Mặc dù là hồi giờ mình chưa thích xài mặt nạ Hàn Quốc lần nào, da của mình thì dạo này bị mụn khá là nhiều và mình không rõ lý do vì sao, nên là mình nghĩ là bất kể là da mình bị khô nữa. Mặc dù da mình là da dầu nha, nhưng mà dạo này rất là khô, mình nghĩ là đắp mặt nạ Hàn Quốc là hợp lý đó. Đấy, và ngoài ra thì họ còn cho mình hai cái lọ sản phẩm dùng thử. Một cái chai là toner, không biết là mọi người có thấy rõ không đây, chai toner. Còn cái chai còn lại là lotion. Đây hai cái chai họ cho mình dùng thử miễn phí. Ok, ngoài ra thì mình còn mua được hai cái bánh. Đây cái bánh bánh này là bánh kiểu hot dog, kiểu bánh cái bánh loại Hàn Quốc á mọi người. Mình nghĩ là cái loại này là không còn quá xa lạ với mọi người. Đây bánh mình mua. Rồi cái bánh còn lại là bánh bánh vịt cà phê. Bánh này là kiểu hồi xưa mình ở Việt Nam mình hay nhớ bánh này gọi là bánh kiểu Tabaruti. Mình siêu mê bánh này luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Dạo gần đây thì mình hay thèm, không phải là thèm nhưng mà kiểu mình hay muốn ăn đồ ngọt. Tại vì dạo gần đây mình uống thuốc á mọi người, nên là mỗi lần uống thuốc hay là phải rửa miệng á thì cái miệng của mình lúc nào nó cũng bị đắng thế. Và mình nói chung là nó hơi khó chịu, nên là mình phải ăn đồ ngọt vô để cho nó cân bằng cái vị giác của mình lại. Thấy dầu không? Cái chợ Hàn Quốc nó gần ngay với cái chỗ bơm xe luôn, nó trong một khu luôn, có thể đi bộ qua lại được nên là gần. Bây giờ mình sẽ ăn tranh thủ ăn trước, tí nữa thì chồng mình sẽ ăn đồ ăn nhanh. À,
là một người rất thích ăn đồ ăn Mỹ, kiểu giống như là hamburger nè, pizza hoặc là hot dog. Hot dog kiểu Mỹ á mọi người. Anh rất là ghiền ăn. Anh cũng thích ăn đồ mễ nữa. Mình thì mình không có quá mê đồ mễ tại vì nó hơi khó hợp cái khẩu vị của mình á, nên là mình không có quá là ghiền. Nhưng mà mình ăn thì cũng ăn được. Đợt này chỗ rửa xe nó có cái chương trình khuyến mãi được rửa xe miễn phí á, nên là tụi mình tranh thủ đi. Mình đã rửa xe miễn phí cho mình rồi, bây giờ tới lượt chồng mình. Nếu mà bạn nào ở Mỹ á, mà mình nghĩ là nếu mà bạn ở Mỹ mà ở cái khu vực của bạn đang có cái chỗ khuyến mãi rửa xe á, thì mình chắc là sẽ để cái link ở dưới để mà mọi người, nếu mà mọi người có cái chỗ rửa xe đó ở khu vực ngay mà bạn ở thì mình nghĩ là đi nha, đi rửa xe miễn phí. Mình đang bị viêm lợi. Hai hôm trước mình có đi khám bác sĩ ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên mà mình đi bác sĩ ở Mỹ luôn mọi người. Mình hay nghe mọi người nói là qua Mỹ là kiểu mọi người sẽ không có dám bệnh luôn á. Và mình cảm thấy cái điều đó nó khá là đúng đối với bản thân của mình. Tại vì mỗi lần mà đi bác sĩ ở Mỹ nó, mình cảm thấy nó khá là cực ấy mọi người. Cứ phải hẹn rồi mới được đi. Giống như là kiểu mỗi lần mà mọi người có bệnh gì ấy thì mọi người không lúc nào cũng phải đặt lịch hẹn rồi đi khám bác sĩ. Mình thấy nó hơi cực một tí. Nó không có giống như hồi mình ở Việt Nam á, kiểu mình bệnh cái là mình chạy ra bệnh viện mình khám luôn, khám trong ngày là xong luôn rồi đưa thuốc uống luôn. Nhưng mà hai ngày trước thì mình cái lợi của mình, lợi bên phải nè, nó hơi kiểu hơi sưng nhẹ và nó cảm thấy nó bị cấn ở trong cái răng của mình á. Lúc mà mình ăn nó hơi cấn, và lúc mà mình đóng cái hàm răng của mình á thì mình cảm giác như cái lợi của mình nó bị kẹt ở giữa, nó khá là khó chịu, nó bị đau nữa, đau cả bên này luôn nhưng mà bên này nó không có bị sưng. Thì hai hôm trước mình đi khám bác sĩ thì họ mới khuyên mình là mình phải đi nhổ hai cái răng khôn ở trong cùng của mình. Họ khuyên mình nhổ tới 4 cái lận, nhưng mà mình nghĩ là chắc là thời điểm hiện tại mình sẽ chỉ nhổ 2 cái trước thôi, tại vì nhổ răng khôn ở Mỹ cực kỳ mắc luôn mọi người. Tụi mình chưa có hỏi giá mấy cái chỗ mà bác sĩ họ nhổ, tại vì để mà nhổ răng ở Mỹ á, mọi người phải đặt một lịch hẹn khác ở một cái chỗ phòng khám khác nữa. Cái phòng khám mà mình đi 2 ngày trước chỉ là một cái phòng khám kiểu giống như là phòng khám gọi là hơi hướng tổng quát á. Lúc mà mình vào thì họ sẽ chụp cái x-ray cái răng của mình và họ cho mình biết được cái vấn đề là gì. Mình thấy lúc đó chụp xong mình thấy cái răng của mình luôn mọi người, mình thấy hai cái răng khôn của mình nó mọc. Mình muốn chửi nó ghê mọi người, tại hai cái răng khôn nó mọc không có thẳng mà nó xiên như nè, mà mỗi cái răng là nó xiên một kiểu nha mọi người, kiểu nhìn thấy tức lắm á. Thì giờ thì mình chưa có đặt được lịch, cũng chưa có hỏi, nên là sẽ phải đợi hỏi lịch rồi sau đó là sẽ phải đặt cái lịch khác rồi đi nhổ răng. Hiện giờ thì mình chưa có lịch nên là mình chỉ theo chỉ định của bác sĩ, mình sẽ phải uống thuốc kháng viêm, uống thuốc giảm đau, rồi mỗi lần mà ăn xong là mình phải dùng cái nước súc miệng mà bác sĩ đưa để mà kiểu rửa miệng á mọi người. Và mỗi khi mà mình uống thuốc xong hay là rửa miệng xong là cái miệng mình nó sẽ bị đắng. Rồi sau khi rửa miệng xong thì phải trong vòng 30 phút đó mình không có được ăn uống cái gì, cũng không được uống nước luôn đó. Nên nãy giờ cái miệng mình nó hơi đắng, giờ mình được ăn là mình mừng lắm rồi mọi người. Giờ chồng mình quay lại rồi, bây giờ mình nghĩ chắc là mình sẽ đi rửa xe. How's everything? Good. Oh, they didn't have any sweater. Oh, they didn't have any. Ok mọi người, chồng mình vô cái chỗ bơm xe hồi nãy hỏi á, thì họ không có cái cáp nào để mà cho vô cái bánh xe của anh hết á. Nên là thôi, nãy giờ mình thấy mất thời gian thôi nhưng mà cũng có gì rồi. Thôi, đi thôi. What else we need to do? What's your car? Where you going? Where you going now? Burger King. Huh? Burger King. So you eat it and then you go clean the car? Yeah. Bây giờ tụi mình đi ăn trước nha. Tại giờ cũng là because we'll have to probably get out and like yeah. Bây giờ 12 giờ rưỡi trưa mọi người. Chắc chồng mình cũng đói nên là bây giờ tụi mình sẽ đi tới cái chỗ đồ ăn nhanh cho anh ăn trước rồi xong tụi mình sẽ đi rửa xe sau. Hẹn gặp lại mọi người nha. Bây giờ my back feels better today than yesterday. Oh really? Mm-hmm. That's good. Everything was sore yesterday. That's good. I'm glad. Bây giờ tụi mình tiếp tục ngồi ăn trên xe. Đây là lần đầu tiên mà tụi mình ăn trên xe luôn á mọi người. Hồi nãy mình nghĩ là chồng mình sẽ đi vô cái tiệm ăn nhưng mà không.
chồng mình order bằng cái drive thru xong bây giờ ngồi ăn trong xe luôn. This is the first time that we like have it. Vietnam doesn't have fast food, does it? It has different kind. Different kind, not like American brands. Well, they have, yeah. Because I heard that's kind of an American thing. Drive-through? Yeah. Oh yeah, it's American thing. Drive-through is not very popular in Vietnam. I don't know. At least when I lived there, there's no drive-through that I know. But I don't know how about now. It's been 5 years. Hmm. Well, because we the main vehicle is moped. Oh. It's not car. So it doesn't matter, you know. Hồi nãy mình tưởng là hai tụi mình sẽ vô cái tiệm ăn ngồi ăn, nhưng mà không, tự nhiên nay chồng mình cũng thích lái xe ngang về mua đồ ăn rồi xong ngồi trong xe ăn luôn. What you eating? What you eating? Burger King. Burger King. Yeah, it's good. I want to try that when we get there. Yeah. Do they have French fries in Vietnam? Heck yeah. You don't have to worry, baby. Chồng mình anh đang hỏi là ở Việt Nam có burger không, ở Việt Nam có phải để chiên không, mình kêu có. Khi mà anh tới Việt Nam chơi anh không có cần phải lo mấy cái đó. Tại vì ở Việt Nam mình cũng có khá là nhiều đồ ăn vặt ấy. Nhưng mà kiểu nó sẽ hơi hướng kiểu cái vị ở Việt Nam kiểu châu Á của mình. Nhưng mà trong mình thì anh ăn được mấy cái đó luôn. Là mình nghĩ là không có gì phải lo chứ. So why you eat the seafood when you eat burgers? Trong mình anh nói là khi mà tới Việt Nam thì mình sẽ ăn đồ hải sản nhiều, còn anh vẫn sẽ ăn mấy cái mà burger hay là pizza hay là hot dog đồ kiểu. Tại vì anh lớn lên ở Mỹ, anh sinh sống và lớn lên ở Mỹ nên thành ra là anh quen với cái khẩu vị. Hot dog? They do, I believe. That's my favorite. Yeah, I didn't have that a lot in Vietnam, so I'm not sure, but I had everything. You don't have to worry about it. If Mexican food, maybe not a lot, I'm pretty sure. Chồng mình, anh thích ăn đồ của Mỹ rất là nhiều, đồ của Mexico ấy. Nhưng mà mình không biết là ở Việt Nam có nhiều tiệm không. Nếu mà mọi người biết ở Việt Nam, ví dụ như là ở Sài Gòn hay là ở đâu đấy mà có mấy cái tiệm mà kiểu đồ ăn Mỹ thì mọi người có thể chỉ mình nha. Tại vì mình sẽ đưa chồng mình tới để ăn. America. I haven't seen that a lot, but the other day we watched the video, it was like in a mall, not outside, so I'm not sure. But Skechers, a lot of like American and like other brands in Vietnam. It's gonna be inside the mall, right? Like American stuff? Yes, for sure. Like they have a lot of big malls, just like the Arrowhead or Scotland one that we went to. Yeah. It's a lot of big ones, yeah, for sure. Like the market, you know, the market, the whole market in there. What we call supermarket. Mình hồi nãy mình nói với mọi người là mình đi nhà thờ người Việt. Thì khi mà mình dẫn cái anh này anh đi theo, hồi đó anh chưa là chồng mình á, thì mình dẫn anh đi theo á, thì ai cũng nói tiếng Việt với anh hết mọi người. Kiểu, tại vì anh cũng là người châu Á nên là nhìn anh giống người Việt, ai cũng tưởng anh là người Việt. Xong rồi ai cũng nói tiếng Việt xong rồi mình kiểu dạ anh không phải người, anh không biết nói tiếng Việt. Sao ai cũng hỏi anh là ồ anh người gì xong rồi giải thích ra cho anh thì mọi người mới biết. Hôm nay là thứ bảy, nhà thờ của mình sẽ tổ chức lễ hội trung thu, nên là chiều nay mình với chồng mình sẽ đi sớm, khoảng tụi mình sẽ bắt đầu đi khoảng 4 giờ tới nhà thờ, khoảng 4 giờ rưỡi tụi mình sẽ giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn. Tại vì tối nay nhà thờ sẽ bán đồ ăn giống như kiểu hội chợ mọi người, nhưng mà nó nhỏ hơn cái hội chợ Tết mà nhà thờ làm. Thì có khoảng đâu đó 10 món ăn rồi thêm mấy cái thức uống khác nhau, chả miệng, tráng miệng. Mình cố gắng tới sớm để chuẩn bị. Rồi 6 giờ tụi mình sẽ đi lễ nhà thờ. Tối nay là thứ bảy thì tụi mình đi lễ nhà thờ, thì ngày mai chủ nhật tụi mình không phải đi. Nhưng mà ngày mai mình vẫn phải đi dạy tiếng Việt. That's water. Oh, you have your drink. Yeah. Try this. Oh, bánh này bánh cà phê mọi người. Okay. Bánh này ở Việt Nam mình hay gọi là bánh bèo tí á. Kiểu bánh này mình rất là thích ăn luôn ấy. Dễ ăn. Mà nó thơm cái mùi cà phê nữa. Dễ ăn, nó không có bị ngán á. Yeah, I'm ready. Bây giờ tụi mình sẽ đi rửa xe. Chồng của mình ăn xong rồi. Hẹn gặp mọi người ở chỗ rửa xe nha. Bye. Ha ha ha!
bây giờ mình đi nhà thờ nha. Hẹn gặp các bạn sau một tiếng nữa. Bye bye. One moment. Okay. Yeah.